Các chàng trai của các em đi mặt ước lên một bước. Rồi. Rồi, mọi người, các chàng trai cô đơn chuẩn bị sẵn sàng nhé. Team tiếp tục theo cuối cùng của chúng ta đến từ team CS Mai Tu. Các bạn sẽ tái hiện lại cho chúng ta một hủ tục từ ngàn xưa của người Trung Quốc được mang tên là Bức Hôn. Thủ tục này là gì? Thủ tục này hay còn được gọi biết đến mấy tên là âm hôn, hay còn được gọi theo tiếng Việt của chúng ta là đám cưới ma. Ở đây rất là nhiều bạn là đã từng nghe đám cưới ma rồi. Ok. Đám cưới ma là gì? Đám cưới ma là một hủ tục cực kỳ ghê rợn của người Trung Quốc cổ đại. Đám cưới này là sự kết duyên giữa người, hai người đã mất hoặc một người đã mất và một người còn sống. Một người đã mất và một người còn sống. Xin các bạn nói lại một lần nữa, một người đã mất, một người còn sống. Hủ tục này, người Trung Quốc quan niệm rằng là những cái hôn ước được ước đã có từ trước, nhưng do một tai nạn hay bất kỳ một cái hi hữu nào đó dẫn tới người vợ hoặc người chồng bị mất đi, nhưng họ muốn đôi uyên ương này vẫn luôn được xây duyên cùng với nhau. Vì trước đó là ông tơ bà huyền đã kết duyên cho họ bởi những dây tơ hồng rồi, thì đôi uyên ương này sẽ không phải chia lìa. Vậy thì ngày hôm nay Tim CS Mai Tu sẽ tái hiện lại tiết mục này cho chúng ta thấy. Xin mọi người tập trung vào lắng nghe. Đầu tiên, hai trường tục sẽ xuất hiện, hay còn được là vô sư. Mọi người, xin lỗi, camera bị stop. Tiết mục nào cũng bị hết chị. Trừ lúc hôm nay nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phá lệ sao mặt trời cao. Sau đây các chú rể của chúng ta sẽ được chúc cưới thu hôn tử tế. Các chàng rể chuẩn bị vé bạn xe đi chuẩn bị 3, 2, 1 vé. Cái chặt rẻ đã thấy được tổ lỗi này ngồi thật thời thì bây giờ cũng đã biết cái gì ạ. Rồi, mọi người có thông tin ha. Nhạc ơi, bắt